Ngày 9 tháng 4, chân phước Innocent ở Bezo. Ngài sinh ra vào năm 1844 ở gần Brescia thuộc phía bắc nước Ý. Innocent sinh gia nhập dòng Capuchin Francisco khi 30 tuổi và đã là một linh mục triều. Ngài giữ chức vụ phó giám đốc đệ tử viện và sau đó là cha giám tập. Cha Innocent có biệt tài giúp đỡ các người trẻ theo đuổi ơn gọi tu trì trong đời sống của dòng Francisco. Ngài yêu mến họ và ngược lại họ rất quý trọng Ngài. Ngài kêu gọi sự hãm mình phạt xác, nhất là giữ gìn miệng lưỡi. Nhưng Ngài biết sự kỷ luật bề ngoài chỉ là giả dối nếu không có sự hãm mình bên trong. Vị tu sĩ khắc khổ này từ trần vào ngày 3 tháng 3 năm 1890 khi mới 45 tuổi. Vì bị bệnh cúm nên trên hành trình rao giảng, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 phong chân phước cho Ngài vào năm 1961. Những phép lạ được ghi nhận trong tiến trình phong thánh đều là việc chữa lành các trẻ em bệnh tật.